Hoàng phủ chiếu quan được phong chức Đông Bình Dương Trung Hiếu, Hoàng phủ trưởng quan được phong chức Hậu Hoàng. Kẻ thù của chúng ta gia quyến đã bị diệt vong. Đáng à, ác lai và ác báo mà. Chị ơi, nhà Hoàng phủ đang được giải hàm quan. À, chị ơi, em nghe tin này em mừng quá chị à. Mừng lắm hay. Mừng chứ sao anh thôi. Đúng rồi, em mừng đi rồi chị không. Ủa, sao lại vậy chị? Tại sao em mừng mà chị lại khóc? Trong khi Lưu Khuê Bích thảm hại thiếu qua ở tỷ sự, Lưu Ý Ngọc quận đương dạy tướng cảm ơn chàng càng làm dân biểu cứu kẻ thù. Lòng hồng nghe tức giận giữa hôn phu, nên đánh tâu cùng thiên tử đứng ra thành bốn hai họ. Cảm ơn.